Tôi thường nói với đối tác của tôi rằng lúc nào mà anh nóng thì em thôi đi, vì em biết tính anh rồi. Anh rất nóng, anh nói xong là thôi, anh không nói gì cả. Anh không để bụng, anh cũng không nhắc lại. Thế nếu mà đối tác của tôi mà hiểu, thôi không nói thì là rất là vui vẻ. Nhưng đối tác của tôi mà cứ đôn đốp, tôi nói một câu cãi một câu, tôi nói một câu cãi một câu, thì có lẽ bản thân tôi cũng chẳng có một cái cuộc sống hạnh phúc. Đúng ạ, suốt ngày tôi đánh, tôi chửi, tôi cãi vã, tôi mệt mỏi. Bởi vì sao? Đấy, người ta nói là chồng giận thì vợ bớt lời, chứ người ta không nói là vợ giận thì chồng bớt lời. Các cụ dạy là rất đúng đấy ạ. Nó do đặc tính của mình rồi. Đàn ông của Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Bản thân tôi thế là rất ích kỷ, gia trưởng, cho rằng, luôn cho rằng mình đúng. Nhưng mà thôi lúc đấy, nhịn đi, nhường đi, sau đó là đấy đưa ra thỏa hiệp và đấy anh nhá, anh đã làm như thế không đúng nhá, em nhá, em đã làm như thế không đúng, và rồi tìm những cái thời điểm phù hợp, lúc là ăn cơm, lúc đi ngủ, lúc đi du lịch, những lúc mà thân thiết vui vẻ có nhiều cái niềm vui chúng ta nói, thì nó dễ tiếp thu hơn, nó dễ hạ cái tôi xuống hơn, hoặc là cho anh xem những cái bộ video như thế này để anh học đi. Đúng không? Mít tới thường nói với đối tác của mình rằng là gì? Muốn nói gì với anh, muốn trao đổi gì với anh thì cứ chọn những lúc anh vui vẻ, lúc anh vừa kiếm được tiền, hoặc là lúc mà mình lên giường, đúng không ạ? Chuẩn bị sách với nhau thì em nói gì cũng được. Thì lúc đấy tôi nghĩ là hai bên đều rất là dễ dàng để có thể là chấp nhận những cái thỏa hiệp, xử lý những cái sai lầm, đúng không? Đấy là một cái vui, đúng không? Rồi thì chúng ta phải học cách tha thứ, học cách bỏ qua. Ui, nếu mà cứ để ý vào những cái tội lỗi của ông ta, rượu chè nhiều, hay là có nhiều những cái tật xấu, máy mũi, hay là vứt quần áo bừa bãi, mình dạy rồi, mình dạy hướng dẫn rồi, nhưng mà người ta không làm được, đúng không? Thì đưa ra một cái quy định ở đây, em mua cái giỏ này cho anh vứt vào đây, đúng vào đây, nhiều lần nhắc nhở liên tục cho làm được. Không làm được thì thôi phải chấp nhận, chứ không thì bỏ nhau đấy, không thì bỏ nhau, đúng không? Thì thôi mình phải học cách tha thứ, phải học cách hòa hợp, bởi vì trong cuộc sống là hôn nhân là chúng ta phải học cách hòa hợp với nhau, chứ không phải là chúng ta sinh ra nó giống như là một người là cái nồi, một người là cái vung, úp một cái là khít đâu, không 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 có chuyện đấy đâu, tỷ lệ đấy rất thấp nhá. Mà thường là gì, cái nồi cũng phải rộng ra, cái vung cũng phải khít vào, chúng ta phải co kéo, chúng ta phải uốn nắn để làm sao nó vừa, tức là học cách hòa hợp với nhau đấy. Thì đó là cái việc mà xử lý xung đột, chúng ta có nguyên tắc nha, có quy trình, có cách thức, có thời điểm để chúng ta xử lý, thì sẽ có ít xung đột, sẽ có ít xung đột, và những cái lớn thì hóa nhỏ, nhỏ thì hóa không có gì. Và bản thân sau mỗi một cái việc đấy thì chúng ta cũng phải ngồi với nhau, nói chuyện với nhau, kiểm điểm. Anh sai chỗ này, tôi sai chỗ kia. Anh nên rút kinh nghiệm này, tôi nên rút kinh nghiệm thế kia. Và chúng ta thấu hiểu lẫn nhau và chúng ta chia sẻ. Sau mỗi một cái đấy, chúng ta trải lòng với nhau thì chúng ta thấy rằng nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ vơi đi. Chứ không phải là chất chứa đầy ưu tư trong lòng, dẫn đến stress, dẫn đến bệnh tật, dẫn đến lãnh cảm, dẫn đến hôn nhân là nguội ngắt, tanh hôi, đúng không? Nó không còn nóng bỏng, không còn ấm cúng, nó không còn những cái thi vị nữa, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta chán cái cuộc sống này. Không ly hôn thì ly thân, không ly thân thì ngoại tình, thì bỏ đi, rồi thì lãnh cảm, rồi thì stress, trầm cảm, về nhà vân vân, phức tạp lắm cuộc sống mà, đúng không? Ok, kết luận trong video xử lý xung đột là gì? Thứ nhất là phải xác định chủ thể để có cái cách ứng xử. Thứ hai, xác định chủ đề. Được chưa? Thứ ba là lập ra các nguyên tắc thỏa thuận của riêng mình. Đấy, xử lý xung đột theo đúng cái quy trình thỏa thuận đó. Sau đó, sau tìm những cái thời điểm thích hợp để trò chuyện, nói cởi mở những vấn đề như vậy. Tha thứ, quên đi, đúng không? Và chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho cuộc sống trở nên ấm cúng và tốt đẹp hơn. Và nhớ một câu nói là gì? Chồng giận thì vợ bớt lời, cơn yêu nhỏ lửa một đời chẳng khê. Và hạnh phúc của gia đình phụ thuộc rất nhiều vào người phụ nữ của các chị em đấy ạ.
Cho nên là các chị hết sức chú ý giúp, và các chị cũng hiểu rằng các chị cần phải hy sinh, và sự hy sinh của các chị là xứng đáng được đền đáp. Tất nhiên trong một số trường hợp hy sinh hết rồi, nhiều lần rồi mà vẫn không được, thì chúng ta cũng phải có nguyên tắc tức nước thì vỡ bờ, con giun xéo mãi thì cũng ngoằn, đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thích nghi với cái việc đó, và chúng ta sẽ làm gì ạ? Sẽ có những cái phương án giải quyết. Đó chính là chúng ta trò chuyện, chúng ta cần có sự tư vấn của tâm lý bác sĩ, hoặc là chúng ta sẽ tìm đến các chuyên gia và chúng ta đánh giá cái mức độ trầm trọng của cái xung đột này, để rồi chúng ta sẽ đưa ra các phương án, đúng không ạ? Thí dụ như bây giờ là chồng có con riêng thì tôi nghĩ rằng là chắc là cơm niêu thì cũng không nhỏ lửa được, đúng không? Thậm chí các chị đập niêu luôn chứ chẳng cần phải đun nấu gì. Đó, thì tôi nói là nó phụ thuộc vào từng cái vấn đề. Nhưng mà hãy nhớ rằng là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tức là cái hạnh phúc của gia đình phụ thuộc rất nhiều vào người phụ nữ. Đấy là trong văn hóa của người Việt. Đừng so sánh với chị bạn tôi sống ở Pháp, anh chồng của người này, anh chồng của người kia sống ở Mỹ, rồi thì người này sống ở Nhật. Đừng so sánh như thế. Hãy nhớ rằng chúng ta đang ở Việt Nam, chúng ta đang sinh sống ở Việt Nam, văn hóa khác, cách thức khác, con người khác. Ok, xin chúc các anh chị và các bạn là có xử lý được các cái xung đột của mình một cách tuyệt vời nhất, và cũng hạn chế hoặc là không có những cái xung đột, đúng không? Đàn ông thì cũng nên rộng lượng, phụ nữ thì cũng nên tha thứ, và chúng ta sẽ đặt ra những cái chuẩn mực nhất định để chúng ta có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Vâng, Mr. X xin được chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái bài học khác nữa của cái chương trình này. Xin chào.